các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn sếp Remy. Nhân vật của chúng ta hôm nay đó là một nhân vật trong BT21 tên là Koja. Chúng ta cần chuẩn bị khoảng 500 mảnh nhé. Gồm hai màu chính, đó là màu xanh da trời và màu trắng. Chúng ta sẽ bắt đầu xếp phần thân trước. Phần thân sẽ gồm 8 hàng, bắt đầu từ hàng 0 đến hàng thứ 7. Hàng 0 là cái hàng đầu tiên. Cái hàng này sẽ xếp ngược, vì thường cái hàng này sẽ phải làm đáy mà. Đây hàng 1 này. Và khi xếp mình sẽ xếp 3 hàng đầu tiên cùng lúc. Hàng 0 xếp ngược là hàng 1 này. Tiếp đến trên hàng 2 này. Chúng ta mở rộng. Ở phần thân thì mỗi hàng sẽ có 20 mảnh ghép. Chúng ta đã xếp đến hàng thứ 20. Cái phần sau xếp tương tự thì sẽ tuôn nhanh một chút nhé. Phần đáy là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sau khi đổ 20 mảnh nhất cho một hàng, chúng ta sẽ uốn tròn lại. Sau đó uốn lên. Mình sẽ có phần mảnh ghép màu trắng. Chính giữa sẽ xếp 2 mảnh ghép màu trắng này. Phần xung quanh thì tất cả vẫn là màu xanh thôi. Tiếp sang hàng thứ 5. Hàng thứ 5 sẽ tăng lên là 3 mảnh ghép trắng. Tương tự xung quanh đều là màu xanh. Một số phần sẽ tương tự thì mình khi mà edit video sẽ tua nhanh hơn một chút. Thì nếu bạn nào mà thấy khó nhịp thì bạn có thể làm chậm nó lại và stop màn hình cũng được. Hàng thứ 6, số mình ghép trắng là 4. Ghép hàng thứ 7, hàng cuối cùng một thân. Thì mảnh ghép trắng giảm còn 3 thôi. Xong phần thân mình sẽ cuốn cho nó tròn ra một chút. Hàng tiếp theo sẽ là hàng xếp ngược để nối phần thân với phần đầu. Đáng lẽ chúng ta phải xếp xuôi này đúng không ạ? Thì mình sẽ đảo ngược cái mảnh ghép lại. Cái hàng này cũng sẽ có 20 mảnh ghép trên một hàng.
nó giống như là tự thân lên mà. Hàng thứ 9 sẽ xếp xuôi. Ở chính giữa sẽ xếp cho mình là 5 miếng ghép. Ở cái hàng này chúng ta sẽ tăng lên là 24 mảnh ghép. Hàng bên dưới là 20, đến hàng này sẽ là 24. Thì ở mỗi bên này sẽ chèn 2 mảnh ghép. Cách chèn mảnh ghép như sau. Thì chèn phía bên này trước này. Chèn được mảnh ghép thứ nhất. Đây, cái chỗ này đáng lẽ là chỉ là 2 mảnh ghép 1, 2. Thì chúng ta chèn mảnh ghép ở giữa này. Sau đó có 2 mảnh ghép hai bên. Như vậy là lúc này chúng ta đã có 3 mảnh ghép. Tương tự bên kia cũng thế. Từ 2 mảnh ghép, mình xếp thành 3 mảnh ghép, chèn là 1 mảnh ghép này. Tương tự bên cạnh. Đã xong phần chèn mảnh ghép hai bên. Còn phần đằng sau thì xếp bình thường. Cái việc chèn mảnh ghép sẽ giúp cái phần đầu lát nó sẽ được tròn to ra hơn một chút. Tiếp đến hàng 10. Hàng 10 xếp lên bình thường. Lúc này ở hàng 10 sẽ là 24 mảnh ghép cho một hàng. Tiếp lên hàng 11, hàng 11 sẽ tăng lên là 26 mảnh ghép cho một hàng. Nghĩa là chúng ta sẽ phải chèn 2 mảnh ghép vào hai bên. Ở chính giữa vẫn xếp bình thường cho mình 9 mảnh ghép vào chính giữa. Một, hai, ba, bốn, năm này. 6, 7, 8, 9. Thì đến phần tiếp theo sẽ là cái phần cần chèn. Thì tương tự ban nãy. Ở đây đáng lẽ sẽ xếp 2 mảnh ghép vào đây, 1, 2. Thì chúng ta sẽ xếp chồng cái mảnh ghép vào đây. Rồi chèn 2 mảnh bên cạnh. Thì thay vì 2 mảnh ghép trước này thì mình đã chèn thành 3 mảnh ghép. Tương tự bên kia cũng thế. Còn phần đằng sau thì cũng xếp lên bình thường thôi. Đến hàng 12. Hàng 12 xếp lên bình thường, 26 mảnh ghép trên một hàng. Hàng 13 cũng tương tự, 26 mảnh ghép trên một hàng. Hàng 14, 26 mảnh ghép trên một hàng. Thank you.
Hàng 15, 26 mình ghép trên một hàng. Hàng 16 vẫn là 26 mình ghép trên một hàng. Chúng ta vừa xếp vào 4 cái phần mình ghép vào bên trong nhé. Ở phía trên nó sẽ bị trụ lại, nên là khi xếp nó sẽ hơi khó xếp hơn một chút. Hàng này sẽ tiến hành giảm liên kết các bạn nhé. Ở chính giữa mình sẽ xếp là 2, 4, 6, 8, 10, 11 mảnh ghép ở chính giữa. Sau đó ở phía hai bên sẽ giảm mảnh ghép. Cách giảm như sau này. Đáng lẽ ở đây chúng ta phải xếp 3 mảnh ghép 1, 2, 3. Thì chúng ta trụng lại chỉ xếp 2 mảnh ghép ở đây thôi. Như vậy là chúng ta đã giảm được 1 mảnh ghép rồi. Tương tự bên kia cũng thế. Còn cái phần đằng sau chúng ta vẫn xếp lên bình thường. Đến hàng thứ 18, hàng thứ 18 phải có 22 mảnh ghép trên một hàng. Ở cái chỗ 2 mảnh ghép này chúng ta giảm mảnh ghép ấy, thì chúng ta sẽ không xếp mảnh ghép vào đây. Thì chỗ này lát mình sẽ để bên tai, xếp từ bên cạnh. Ở cái phần này chúng ta muốn cái đầu nó trùng lại, thì khi xếp mình sẽ uốn cái mảnh ghép vào phía bên trong. Phía đằng sau này. Xong phần xếp. Tiếp theo mình sẽ làm các họa tiết là tay, chân, tai, mắt, miệng, mũi. Mình sẽ cắt cái họa tiết của bạn cô ra này. Ở phần hai cái tay này. Hai chân này. Thank you.